Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG. Và chào mừng các bạn đã đến với phần chơi Minecraft Vanilla 1.16.1, phiên bản mới nhất hiện tại. Đây là cái game thứ hai mà mình tính quay cho các bạn xem ngoài ARK ra. Nói chung là cái khoảng thời gian mà mình kiểu như cái máy mình nó hơi bị cùi cùi mía đó anh em, thì mình đã có nghiên cứu rảnh rỗi mình tải Minecraft về chơi. Tại hồi đó mình chơi từ Minecraft mình chơi từ năm mấy, hình như là từ năm lớp 6 tới giờ. Thì nói chung là có một cái gì đó nó cuốn cuốn, và có một cái gì đó nó hay hay, lâu lâu chơi lại thì nó thấy hay hay. Thì sau thời gian chơi thì mình bị ghiền, mình bị dính, và hôm nay mình sẽ chơi lại cho anh em xem. Chứ trước đó tôi khoe cho anh em xem nè, tôi khoe cái này, tôi khoe nghe, cái này tôi khoe cho anh em xem trước nè đó. Tôi chơi là hơi bị đỉnh luôn á, đỉnh của đảng luôn đấy. Wow, thấy anh em thấy ghê không đấy, hơi bị đỉnh của đỉnh luôn, không cheat gì nha, chơi là chơi vậy đấy đó. Tôi cho anh em coi nhẹ thôi, mắc công anh em ghiền chứ không gì hết đó. Cái này tôi tự xây hết luôn nha, ghê không? Rồi, không nói nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ tạo ra một cái thế giới mới để chơi cái phiên bản mới nhất. Đó là phiên bản delete luôn. Tôi delete luôn, tôi một khi tôi chết chơi là tôi phải delete hết. Ok, TMZ 1.16.1. Survival độ khó bình thường thôi. Mình thì không phải gọi là rành về game này cho lắm, cho nên là mình chơi bình thường thôi. Data pack này thì mình để yên nguyên, game ruler hay là bla bla gì đó. Và mình sẽ rig network, general structure on world map style, có nghĩa là nó mặc định hết á. Vô thôi, không nói nhiều. Ok, và rất mong được sự ủng hộ của anh em. Để tôi có động lực tôi làm mấy cái clip Minecraft như thế này nữa. Nói thiệt với anh em nha, Minecraft thì tôi chỉ thích chơi vanilla thôi, không biết ai thích mod mod như thế nào, nhưng mà tôi vẫn thích cái kiểu như là sinh tồn hơn là những cái thứ mod như là Pokemon. Tôi biết nhiều mod lắm, tôi cài được, nhưng mà tôi lại thích chơi cái thể loại này. Và cái này tôi sẽ chơi Resurrect, tôi cài sa đồ được luôn mà, nhưng mà tôi chả thích chơi sa đồ cho lắm, nhìn nó thấy nó lắc lắc với lại nó sao sao ấy. Đòn cái đi thì Resurrect này tôi chọn lọc dữ lắm mới ra được. Cái đòi hỏi mà về đồ họa tôi nó khó lắm anh em, phải giống nguyên bản nhưng mà nó lại đẹp hơn kiểu như vậy, nó đừng có khác nhiều quá. Có vẻ như hơi lắc lắc nha, không sao. Ok, ui da, việc đầu tiên cần làm là lấy gỗ thôi. Tôi sẽ chơi theo cái kiểu chậm chậm cho anh em dễ tiếp thu ha. Đối với anh em nào mà từ trước tới giờ mà chưa biết cái game Minecraft này á, thì tôi sẽ chơi cho anh em ghiền luôn. Phải như thế. Anh em đừng có so sánh mà kiểu như là tôi với mấy cái rồ laser khác, hiểu không? Tôi là ở một cái đẳng cấp khác rồi. Tôi mới luyện lại gần đây cho nên cái trình tôi còn kém lắm, anh em đừng có so sánh tội nghiệp tôi nghe. Cháy rừng cả không phải lên. Qua bạn lấy thịt, qua bạn lấy thịt, qua bạn lấy thịt. Có cá heo à. Ủa, không có heo nào chết à? Đây, cho xin nha. Con heo này nó không bị cháy anh em, thôi bỏ đi. Bình thường thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy gỗ và chúng ta chế biến gỗ ra, làm một cái bàn gọi là crafting table. Chúng ta làm cho mình cái que trước đi, ở đây mình có cái que rồi. Tiếp theo là mình sẽ làm tiếp một cái như thế này, không cần làm nhiều anh em, không cần làm nhiều đâu đó. Mình chơi mà vừa nhanh mà vừa an toàn,
Đấy. Chúng ta lấy khoảng chừng vài cục thôi. Chục cục là đẹp. À, 11 cục rồi. Rồi ok lên thôi. Easy đó mà. Rồi sau khi mà có rồi, ôi trời trời trời, trời tôi quên. Đây tôi để đây. Ráp một cái cúp đá rồi, vứt một cái bạc lên. Bên đây chúng ta cần có cái rìu. Và ở đây làm que để chúng ta làm kiếm. Tạm thời chúng ta không cần xẻng đâu. Thôi chúng ta đã có một cái combo gọi là combo đá rồi. Thấy không? Quá nhanh. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục lấy gỗ. Hôm nay tôi chơi kiểu như chơi kiểu xây dựng cho anh em xem thôi. À, xây dựng á, thì nó chơi nó khá là nhàn. Tại vì cực cái là đi farm đồ thôi, còn bao nhiêu là ý tưởng của chúng ta xây những cái thứ mà chúng ta mong muốn. À, ở phiên bản 1.15 á, dành cho anh em nào mà không lâu quá không chơi Minecraft á, ở phiên bản 1.15 là ong đã xuất hiện rồi. À, còn cái ở phiên bản 1.16 á là một cái gọi là mình có thể nói là một cái update mà lớn, khá là lớn của Minecraft. Tại vì nó sao ta? À, tại vì nó update ở dưới Nether á. Còn Nether còn gọi là cái ôi ôi có thể bỏ mạng luôn nha. Thôi chạy 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 không chơi. Chơi ngu rồi. Má mấy con ong quýnh đau quá. Bây giờ chúng ta cần tìm đó là cừu. Đây, mới nói như vậy là chúng ta có thể sống sót qua đêm rồi. À, hồi nãy mình ôi mắt con chó này ghê vậy. Đấy, hồi nãy mình thấy cái mắt nó đỏ đỏ lè đỏ kéo luôn á chứ không phải đỏ thường. Nó quýnh vô là có chuyện liền ấy. À, còn con cừu nữa đâu sao không ra? Heo hả? Chơi luôn. Quay lại cái vấn đề hồi nãy mình nói đó là cập nhật ở dưới Nether là dưới địa ngục á, nó rất là nhiều kiểu như là cập nhật san hô đồ, cập nhật mấy cái con mod ở dưới đồ. Nói chung là khá là rất là nay nọ. Sau này thì mình sẽ đi khám phá cho anh em xem. À, tôi cần một lông cừu nữa thôi, một con cừu nữa thôi mà sao nó cho tôi hai con vậy? Sao cho gì mà cho chẳng dữ vậy? Mình thì thích mấy cái vùng mà nó đồng bằng một tí anh em, chứ không thích mà cái kiểu mà cái kiểu cây cỏ như thế này. Chúng ta cần vài cục đá nữa để chúng ta có thể ráp được một cái lò nung. Như đây dư rồi, lấy thêm vài cục nữa đi. Rồi và đây rồi chúng ta sẽ nướng thịt lên đấy. Trong lúc đó thì mình sẽ lấy gỗ cây bạch dương, mình rất là thích gỗ cây bạch dương luôn tại vì nhìn màu nó sáng sáng. Xây dựng là nên nên chọn gỗ bạch dương mà làm. Rồi bây giờ chúng ta quay lại lấy miếng thịt để có thể chạy. Hôm nay thì cái ngày đầu tiên á, mình chỉ cần làm mình chỉ cần kiếm thêm một con cừu và vài cục than nữa thôi là mình có thể sống sót qua một cái ngày nữa rồi, một cái ngày trong Minecraft nha anh em.
Còn cái clip này thì mình nghĩ là việc đầu tiên mình cần làm đó, đó là đi khai thác khoáng sản giàu lên một phát đi. Mình có sắt đi, làm nguyên bộ tuôn sắt, dụng cụ sắt để mình có thể sao ta, có thể farm mấy cái vật liệu xây nhà cho nó nhanh. Ok. Còn nếu mà anh em mà sau này muốn đánh boss á, tờ nó thiệt với anh em á, cái game Minecraft này nó chủ yếu nó dành cho mọi lứa tuổi chơi, cho nên là nó có phần nó dễ một tí á. Anh em muốn đánh boss á, chỉ cần khoảng chừng chưa tới 10 tập là mình đã có thể đánh boss rồi. Easy lắm. Đánh boss ở đây chúng ta có hình như là có hai con boss mà mình gọi là cho là mạnh nhất đi, đó là con rồng ở Ender và cái con Witcher. Việc còn lại chỉ là đi farm thôi. Yeah. Cái gì nó cũng có cái mẹo của nó. Má có một cái vấn đề mà khó nhất ở trong Minecraft mà đố anh em là cái gì luôn á. Một cái vấn đề mà nan giải nhất trong Minecraft mà từ trước tới giờ mình chơi luôn á, anh em biết là cái gì không? Má, anh em nếu mà anh em theo dõi tôi lâu rồi, anh em sẽ biết một cái bệnh mà nan y của tôi, đó là hay bị lạc đường lắm. Má, hồi nãy tôi tính quay đứng bằng kia mà tính quay qua quay lại mà không thấy hai cái đá cục này là tôi hơi bị tá quả luôn. Tôi hay bị lạc đường ở chỗ đó anh em. Tại vì tôi khổ cái vụ này, mỗi lần mà đi 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 lạc ở trong Minecraft á là tôi chấp nhận là tôi mất đồ để tôi quay về nhà tôi. Nếu mà anh em mà muốn không mà đi lạc á giống tôi á thì anh em ở nhà đâu đi, đừng đi đâu hết, là anh em sẽ không bao giờ đi lạc. Một câu nói rất hay, một câu nói là thành chân lý luôn. À, mới đây mà hết gỗ rồi, thôi kệ, như đây là đủ rồi. Rồi và bây giờ mình chỉ cần đi kiếm con cừu nữa thôi, trời sắp tối rồi. Let's go baby. À, đằng kia kìa, mới nói luôn, mới nói luôn. Rồi 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 rồi, có ngay một cái giường, có ngay một cái giường cho quý khách. Ok, xong. Và bây giờ thì chỉ cần việc để đây, để đây, để đây, để đây, lấy cái này ở đây, qua đây, ráp cái này ở đây, cái này ở đây, đặt cái giường ra, ngủ. Yeah, như vậy là chúng ta có thể tránh được cái bọn skeleton. Ripper hay các kiểu bla bla gì đó. Rồi, công việc tiếp theo của mình là đi tìm một cái chỗ gọi là an cư lạc nghiệp. Mình chơi game nào cũng như thế. Chúng ta cần một chỗ bình yên để chúng ta có thể farm. Không biết là mình chỉnh độ sáng nó ấy chưa ta. À, fry. Có thể anh em chưa biết là cái phiên bản 1.16 này chúng ta chưa có thể cài được tiếng Việt. Cái tiếng Việt nó bị lỗi phông, hôm bữa mình vô mấy lần rồi mà nó vẫn bị lỗi phông, cho nên mình quyết định cho tiếng Anh luôn, cho nâng cao tầm tiếng Anh của chúng ta lên. Mới nói luôn. Anh em thấy không, chứ tôi thấy rồi đó. Cho nó nổ đi. Là biến quýnh nó lắm. Ô, có cái hang cái kiểu gì mà không thấy cục đá, không cái không thấy cục than hết trơn vậy, xui thế nhờ. Ừ, chỗ này có cừu,
Mình thì mình thích gần sông hơn, gần sông gần biển hơn anh em. Ở đâu chơi game sinh tồn nào cũng như thế, mình thì vẫn thích gần sông gần biển, kiểu như cái thói quen. Vô đây coi có than không, có than rồi nói chuyện tiếp với chúng tôi đây. Các bạn biết sao không, cái game này á nó hay ở một chỗ là chúng ta có thể sáng tạo, chúng ta có thử thách, chúng ta có survival, nó hay ở chỗ đó. Nhưng mà một cái điều mà khá là chán đó là nếu mà dành cho những cái người nào mà kiên trì á thì không nói đi, những nào một người nào mà làm biếng như mình á thì cái việc farm là cái việc mà khó nhằn nhất. Nhưng mà không farm á thì không có đồ, hiểu không? Bởi vì sư phụ mình có nói một câu rất là hay: sau này ra ngoài đi làm có tiền, có làm thì mới có ăn, không làm thì ăn đầu bùi, ăn cướp. Nó thế cho nó nhanh. Bên kia có bò kìa, hơi bị nhiều bò luôn. Bên đây có sông luôn, hơi bị bự luôn, biển luôn chứ không phải là sông. Ôi, hay là mà bây giờ mình á, mình nếu mà chơi game này á, thật sự mà nói là mình có thói quen là mình ở dân làng. Để tôi sạc si si cái si của tôi nè anh em nào. Chắc là họ chắc không anh em nào đâu, mấy người chơi Minecraft mà nổi tiếng nhiều view á thì muốn biết cái si á, người nhiều người hỏi lắm. Còn tôi thì tôi chơi chắc không ai không cần ai quan tâm đâu, thấy tôi chơi là vui, vô coi là vui lắm rồi đó. Cái si của tôi là nhiêu đó đó. Thì tạm thời thì chúng ta ngày đầu tiên chúng ta chỉ cần như thế này thôi, còn qua ngày hôm sau á mình sẽ có những cái trang web á anh em, nó cho mình biết được vị trí của dân làng bla bla các kiểu. Tại vì nếu mà đó không phải là gọi là gian lận, đó gọi là truy tìm vị trí của dân làng để về ở chung cho nó vui vậy mà. Thì qua tập sau, tại vì mới vô á, tôi đâu có thể táp ra mà coi vị trí của dân làng được. Tập sau đi, tôi sẽ truy tìm vị trí dân làng rồi dọn vô ở chung với tụi nó cho vui. Ender nữa. Có con Ender ở đây nữa. Anh em biết không? Ui đi mẹ mày. Bố mày hơi bị giật mình đấy. Thề luôn. Ôi, thôi thôi rồi rồi rồi. Nghe nói bạn hụt. Nghe nói bạn hụt. Ok, thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đốt ở đây đi. Thôi, ok mình đi farm hết cái đống này đi anh em. Quay lại cái vấn đề mà đáy ra máu của mình. Mỗi lần chơi cái game này á, không có gì đáng sợ. Creeper không có gì đáng sợ bằng con Ender á, thiệt. Thề anh em. Mỗi lần mà thí dụ muốn farm nó, muốn giết nó hay là đại khái là nghe tiếng nó thôi là thề tôi đáy ra máu á. Anh em thấy tôi vậy chứ tôi mong manh dễ dở lắm. Ok, cái view này thật sự mà nói là đẹp. Mà ở một mình thì nó chán lắm. Còn nếu mà ở chung với dân làng á thì cái tụi cướp biển á nó lâu lâu nó vô nó đàn áp dân làng, cái mình ở chung mình cũng bị lây luôn.
Khổ là khổ vậy anh em ơi, hiểu à, lâu lâu cái tụi tụi cướp biển nó vô cái đàn áp cái tự nhiên nó quay qua quýnh mình luôn, chán, nghĩ tới nó chán. Ui ở đây nhiều cù quá nè, không farm thì có vẻ như là tội lỗi quá. Bây giờ mình chỉ việc đi lông nhông thôi. Ở trên kia có núi tuyết, mình có cần đi lấy núi tuyết không ta? Tại vì tuyết sau này mình làm con người tuyết mất công để mình kiểu như mình phải đi một chuyến để làm con người tuyết á. Mình lên trển mình lấy tuyết luôn đi. Ai à, lấy tuyết thì chúng ta cần cái xẻng nha nè. Trời ơi cái đường gì đâu mà khó đi vậy, khó chịu thiệt sự. À mình thấy tôi nhảy, tôi bắt cua rồi laser không, thấy tôi ghê không, thấy tôi gớm không? Quá ghê quá gớm luôn đấy đấy đấy. Hình như tôi nhớ không nằm ở công thức mà chế tạo người tuyết á, nó phải là farm mấy cái cục này không trời, tôi chả nhớ nữa. Nhưng mà thôi cứ farm đi, có gì mình cứ lấy nấy, tôi biết sau này chắc gì mình đã lên đây nữa. Rồi, trên đây cũng có heo nè. Theo thông tin của Minecraft á, em biết không? Là những con heo mà ở trên vùng núi tuyết này á, khi mà nấu á, thì nó sẽ ăn vào á, nó sẽ bổ hơn những con heo bình thường, nó lên máu hơn con heo bình thường. Tại vì anh em có nghe thịt heo đông lạnh không? À, đó, ăn nó sẽ... Ủa không, ăn nó sẽ không bằng những con heo ở dưới chứ không phải là tôi nói lộn. Ăn sẽ không bằng những con heo ở dưới vùng đồng bằng hay là vùng khác. Tại vì thịt heo đông lạnh nó dở lắm. Ok, lấy nhiêu đây đủ rồi. Nhiều quá mất công là cái không có chỗ chứa. Ok, đứng đây chúng ta có thể nhìn ngắm được là xem xung quanh có ngôi làng nào hay không. Bên kia có một cái kiểu như một cái thung lũng rồi nè. Ủa? Ủa, kỳ vậy? Bình thường tôi nhấn C là có thể zoom lại mà tại sao bây giờ lại không zoom lại được? Nó bị gì rồi? À, thịt heo đông lạnh. Chơi mày luôn. Thịt nào tôi cũng ăn hết. Ai à, ai à, à, mình đóng lộn. Ok, thôi bỏ đi. Và bây giờ thì mình sẽ đi lên cao cao một tí. Tạm thời mình sẽ đứng trên đây ha nào. Mình sẽ ở trên đây. Nào, các anh em thấy khỏe không? Chơi Minecraft khỏe không? À, không sợ. Ui. Ui, té này chắc xong mà mở nó luôn. Ôi, bên đây là vùng đầm lầy ha. Wow. Ở đây kiểu như bao quanh đứng trên đây cũng khá nha. Anh thấy anh em thấy trên chơi Minecraft khỏe không? Không có sợ, không có sợ khát nước hay là không có sợ lạnh hay là sợ nóng hay là sợ thú gì giống như ARK không? Chơi thì nó khỏe cho đó thôi chứ không gì hết. Còn cái quan ngại nhất là cái farm đồ, cái tỷ lệ farm của hình như là có thể chỉnh được nhưng mà mình không biết chỉnh thôi. Nhưng mà nếu mà chỉnh kiểu như cái tỷ lệ farm đồ giống như ARK thì nó sẽ khỏe nữa. Nhưng mà nếu mà chỉnh vậy thì nó rất là mất chất game anh em hiểu không? Nó mất chất game lắm. Gọi là cái Harvest Ammo. Ồ, Reaper kìa.
Mình nghe tiếng lava. Nãy giờ có ba cục than à, làm ăn được gì trời? Ở sau cây kiếm của mình. Nổ đi mày, trời ơi, giỡn hoài. Có thịt gà nữa nè. Ui, mình vô cái mê cung rồi. À, vô đây kiếm than cái nó là đẹp luôn. Có ba cục sắt chứ lộn nữa, tôi nói lộn, ba cục than lộn. Ba cục có ba cục sắt rồi, bây giờ tôi vô đây tôi kiếm một miếng nữa. Ui, cái hang này sâu nha. Ui, có lava luôn kìa. Anh em coi nhớ để ý cái đường ra đường vô giùm tôi cái nha, thề luôn á. Đó, chăm chăm sự nhà anh em á. Nếu mà tắt nó đi thì nó hơi bị tối nhưng mà không sao. Ví dụ mà tôi có lạc đường anh em nhớ chỉ tôi nha, cái này không phải live stream á. Tôi lạc đường mà tôi cũng cũng có mình tôi tự xây sở, bởi vì nghĩ là nó chán. À, tôi nếu dám đi nữa anh em thôi như đi bên đây đúng không? Nếu tôi nếu dám đi sâu sợ vãi cái đấy. Đây 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 đây, ok. Thì hôm nay là tập đầu cũng như là còn kiểu như khá là chưa có cái mục tiêu rõ ràng, mới chúng ta mới chỉ mới đi dạo quanh thôi, dạo quanh thám thính tình hình coi và ngắm ngắm nhìn thôi. Còn ở tập sau thì mình sẽ cố gắng đi kiếm một cái ngôi làng nào đó, không biết là nó có xa hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng lướt bộ tới đó. Trên đường đi mình sẽ thu thập, nói chung là sinh tồn các kiểu này nọ để đến được những ngôi làng gần nhất để có thể sống sống chung với dân làng ha nè. Còn bây giờ thì kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này và đừng quên để lại một like, share, và nếu mà có thắc mắc gì cứ comment bên dưới hộ mình để mình có thể biết được ý kiến cảm nghĩ của anh em về video như thế nào nha. Rồi, nhớ tạo động lực cho mình làm tiếp những cái tập của Minecraft cũng như là ARK luôn ngang, bằng cách là anh em subscribe và share cho mọi người đều biết, và nhớ like, chỉ đơn giản vậy thôi. Bye bye.